Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 38 của bộ truyện Chồng Quỷ. Thưa quý vị, bộ truyện Chồng Quỷ, như chúng tôi đã nói chuyện với quý vị là chúng ta đã đi được hơn một nửa của bộ truyện này. Do đó thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị là quý vị rất là kiên trì và chờ đón từng tập mà tôi đã cố gắng để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của tập số 39, 38, tôi xin thưa với quý vị như thế này. Rất nhiều quý thính giả cũng rất hay thường xuyên liên hệ Facebook của tôi để hỏi là hôm nay có chuyện gì không, hôm nay có phát hành bộ truyện nào không. Thưa quý vị, thì câu hỏi đó thì nếu mà quý vị hỏi về trong ngày, buổi sáng thì tôi chưa thể trả lời quý vị được. Tôi thường trả lời quý vị là quý vị phải hỏi tôi vào tầm chập tối, tức là sau cái ngày làm việc hôm đó, thì tôi mới có thể trả lời quý vị là ngày hôm đó, tối hôm đó có thể có ra những cái câu chuyện nào. Bởi vì còn cả một cái ngày làm việc như vậy thì chúng tôi còn phải tiến hành thu âm cũng như là sản xuất video. Sau đó thì nếu mà quý vị hỏi ban ngày, nhất là buổi sáng, thì tôi thực lòng với quý vị là chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho quý vị là trong ngày hôm đó có thể phát hành được những cái câu chuyện nào, những cái tập truyện nào. Sau đó thì chúng tôi cũng xin quý vị là lưu ý vấn đề đó. Quý vị nếu mà nóng lòng muốn biết được là tối hôm đấy có phát hành bộ truyện nào hay không, thì quý vị vui lòng hỏi tôi sau cái giờ hành chính làm việc của cái ngày hôm đó. Thì bởi vì sau khi giờ hành chính đó thì tôi mới biết được là hôm nay tôi đã thu xong chuyện nào, đã gửi cho bên kỹ thuật xử lý âm thanh cũng như là dựng video xong cái tập chuyện nào, thì tôi mới có thể trả lời quý vị là có thể phát hành ra cái tập chuyện nào trong buổi tối ngày hôm đó. Chúng tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị, vì quý vị khi mà chúng quý vị đặc biệt yêu mến thì quý vị mới có thể có sự quan tâm cũng như là hỏi han tôi nhiều như vậy. Tôi rất là cảm ơn quý vị, và nếu quý vị tôi luôn luôn cố gắng để có thể trả lời tất cả mọi cái inbox của quý vị trên Facebook cá nhân của cá nhân tôi. Còn trên cái diễn đàn của kênh YouTube thì thưa quý vị, có một ekip ban biên tập phụ trách, tôi không trực tiếp để có thể trả lời comment của quý vị ở trên đó, sẽ do nhiều các bạn khác trong ban biên tập của kênh phụ trách cái vấn đề đó. Tôi chỉ có thể là tương tác trả lời quý vị trực tiếp trên Facebook cá nhân của cá nhân tôi. Một lần nữa tôi xin thông tin đến quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được các thông tin có liên quan đến vấn đề phát hành truyện của bên tất cả các kênh mà hiện nay tôi đang hợp tác cũng như là của cá nhân tôi. Xin cảm ơn chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 18 của bộ truyện Chồng Quỷ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 38. Tôi gào thét ở trong lòng muốn giữ anh ấy lại, không muốn anh ấy bỏ mặc một mình tôi. Nhưng máu tươi đã chặn họng của tôi lại, một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộc cùng Lộc Dương Giả bên cạnh nhu tình mật ý rời đi. Người của tôi co rút lại, máu tươi nơi ngực không kìm nén được nữa mà phun ra. Nhá đâu? Tôi nghe thấy tiếng của Thuồng Luồng Tiên gọi, nhưng thân thể của tôi bắt đầu lạnh, ý thức cũng dần mất đi. Cảm giác càng người nhẹ bỗng, giống như là hồn phách lại rời khỏi thân thể vậy. Cuối cùng tôi cũng rơi vào một mảnh tối tăm, cặp mắt như bị dính lại, không sao mở ra được. Chỉ có thể nghe ngóng được âm thanh xung quanh đang rất hỗn loạn, mơ mơ màng màng. Tôi thật giống như lần nữa chết đi, thi thể bị bọn họ ném vào nơi nào không biết. Chẳng qua lần này hồn phách của tôi không bay ra mà bị kẹt trong thân thể. Giống như thân thể này bất tỉnh, tôi liền vĩnh viễn bị chôn theo thân thể này. Bóng tối hết sức lâu dài, tôi hoàn toàn rơi vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được nằm ngón. Tôi giãy giụa như điên, muốn thoát khỏi cổ thân thể này. Nhưng cho dù tôi dùng hết sức thế nào đi nữa, thì tất cả khí lực đều giống như là đánh vào trong không khí, không có nơi nào nhận lực, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Không biết vùng vẫy bao lâu, tôi đã mệt mỏi hết sức. Hiện tại sự huyên náo bên tai cũng sớm biến mất không thấy. Thuồng Luồng Tiên không biết đã chạy đi đâu, không nghe tiếng động tĩnh ở bên ngoài, hẳn tôi đã bị chôn. Xong rồi, lòng của tôi tràn ngập tuyệt vọng. Tôi vốn cho là thân thể bị Lâm Yến Nhi cướp đi, tôi đã làm một cô hồn dã quỷ. Không nghĩ tới bây giờ mới là tình cảnh thảm thê nhất.
Cho dù tôi chết biến thành quỷ cũng không có cách nào thoát khỏi thân thể này để ra ngoài. Tương đương với thân thể đã chết nhưng ý thức vẫn bị nhốt trong thân thể. Cái này khác gì việc chúng tù hồn quan trong bộ của Võ Tắc Thiên. Tôi ngẩn người ngơ ngác nhìn trong bóng tối, không biết con đường phía trước là nơi nào. Có lẽ cả đời này tôi sẽ bị kẹt trong bóng tối, vĩnh viễn không một ngày xuất hiện. Hoặc không có chỉ cả đời này, hồn phách của tôi bị kẹt ở đây không cách nào đầu thai. Ngay cả đời sau cũng không hy vọng xa vời. Tôi đời đời kiếp kiếp bị nhốt tại chỗ này. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi run sợ. Nếu như vậy tôi tình nguyện hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ ngay cả đường để hồn phi phách tán tôi cũng không có. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, lòng của tôi đã chìm tới đáy cốc. Ngay cả khi ý thức bị mất đi lúc nào cũng không biết. Chờ lâu nữa khôi phục lại ý thức đã không biết là qua bao lâu. Ngực của tôi một trận đau nhức thật giống như là vết thương trên người bị rắc muối vậy. Tôi đau đến mức hít một hơi thật sâu ngồi bật dậy. Là ai? Tôi cũng đã chết. Vậy mà ngay thi thể của tôi cũng không được buông tha. Tôi liền nổi giận tức giận mở mắt ra. Nhưng trước mắt chói lòa tôi không thể mở mắt nổi. Tôi liền đưa cánh tay lên ngăn trở ánh sáng trước mặt, cố gắng thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Đợi một hồi lâu tôi mới dần dần khôi phục lại thị lực, để cánh tay xuống. Trước mắt vậy mà xuất hiện một gương mặt tôi quen thuộc vạn lần. Tô Mộc. Tôi sững sờ một chút rồi mắt không dám tin. Tôi nhất định là đang nằm mơ. Tôi rõ ràng đã chết, bị kẹt trong cỗ thi thể kia. Làm sao có thể gặp lại được Tô Mộc? Nhưng cảnh tượng trước mắt rất chân thật. Gương mặt của Tô Mộc thật đẹp trai. Trên mặt của anh vẫn biểu tình sự phức tạp như cũ nhìn tôi. Có nghi ngờ, có đau lòng, còn có chút không dám tin. Bất kể là cái gì, anh ấy cũng thực sự lại xuất hiện trước mắt của tôi. Tôi sững sờ nhìn anh ấy, phản ứng gì cũng không có. Hai mắt của anh ấy cũng nhìn tôi chằm chằm. Hồi lâu anh ấy mới hỏi tôi. Cô là ai? Em là Lộc Dương. Tôi liền nói. Mặc dù biết đây là đang nằm mơ, nhưng tôi đã nín nhịn rất lâu, thật muốn đem sự thật nói cho anh ấy biết. Anh ấy nghe vậy chân mày run lên kịch liệt, giống như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh ấy không nói gì, đè nén sự ưu tư lại, vây quanh tôi một lúc rồi mới nói. Vậy sao em lại biến thành người như bây giờ? Lúc ở trong mộ. Nghe Tô Mộc hỏi nhất thời tôi mũi cay cay, không giấu không giếm, đem chuyện Lâm Yến Nhi đã nhốt tôi lại. Ngay trước mặt của Tô Mộc cướp đi thân thể của tôi, sau đó nhờ yêu thử túc trực bên linh sảng giúp đỡ, mà tôi lần nữa được một yêu thể khác cho anh ấy nghe. Anh ấy một mực an tĩnh nghe tôi nói, sắc mặt vừa đen vừa lạnh lùng, bên người còn vây quanh một đoàn âm khí. Thật giống như là chỉ cần tôi nói không đúng một chữ thì anh ấy cũng lập tức chiếm đoạt tôi vậy. Sau khi chờ tôi kể xong, đầu của Tô Mộc luôn cúi thấp xuống ngẩng lên, ánh mắt cùng bốn mắt nhìn nhau. Đồ chết bầm, phát sinh chuyện lớn như vậy em hẳn trước tiên phải thông báo cho anh chứ. Anh ấy yên lặng đã lâu, đột nhiên gầm thét một tiếng, đem tôi ôm chặt vào trong lồng ngực. Giống như đột nhiên sư tử tấn công, khiến tôi sợ hết hồn, suýt nữa thì hồn vía thoát ra khỏi cơ thể. Tôi bị anh ấy kéo khiến cho vết thương bị đè, nước mắt liền tuôn ra rồi kêu lớn. Kêu xong tôi liền ngây ngẩn. Không phải tôi đang nằm mơ sao? Sao vết thương lại có thể đau? Suy nghĩ một chút tôi ngạc nhiên phát hiện, tôi vốn chính là đau cho nên tỉnh. Hơn nữa vừa rồi còn thấy ở sau lưng Tô Mộc một chai rượu thuốc cùng một ít bột, chính là những thứ mà Đường Dũng kiêu ngạo đã dùng để chữa vết thương. Tô Mộc. Tôi đột nhiên gọi tên của anh. Em không chết sao? Tôi liền hỏi. Tô Mộc khẽ ừ một tiếng, giống như thở ơ nhưng mà giọng hơi run rẩy. Hiển nhiên bây giờ anh ấy cũng đang rất vui mừng. Tốt quá. Tôi vui vẻ đẩy Tô Mộc ra, vừa định ăn mừng nhưng bởi vì dùng sức quá lớn lại khiến động đến vết thương, lại đau đến mức ứa cả nước mắt. Ngô ngốc. Tô Mộc thấy vậy trên mặt một lần nữa biểu tình chia bay quen thuộc, nhỏ giọng mắc một câu, sau đó cẩn thận buông tôi, đỡ tôi lần nữa nằm xuống, rồi cầm rượu cồn ở bên trên hướng ngực tôi mà đưa tới. Tôi nhắm mắt tinh thần thấy căng thẳng, đưa tay cản ra trước người rồi nói. Anh muốn làm gì? Khử trùng cho em. Kiếm kia đã dì xét, không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng. Em phải khử trùng, hơn nữa còn phải phòng uốn ván. Tô Mộc nói. Nói xong nhìn sang bên cạnh một cái,
Lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh thuốc bột của Đường Dũng còn có một chiếc ống tiêm, bên trong chứa đầy chất lỏng. Tô Mộc còn biết bệnh uốn ván sao? Tôi thầm giật mình. Chỉ là khi anh ấy nói cần khử trùng tôi mới nhớ, vừa rồi tôi thức tỉnh chính là do cơn đau từ ngực truyền tới. Hẳn anh ấy đã khử trùng cho tôi một lần. Tôi lập tức cúi đầu, thấy trên ngực áo của tôi quả nhiên bị rách một lỗ lớn, vẫn còn ướt nhẹp, lộ ra vết thương bên trong lẫn lộn máu đỏ. Không được nhìn, xoay người đi. Tôi liền hét lên một tiếng, kéo chăn đắp lên người, tức giận trợn mắt nhìn Tô Mộc. Tô Mộc bị tôi hét liền sửng sốt một chút, nhìn tôi giống như là nhìn bệnh nhân tâm thần. Em sao vậy? Đâu phải là anh chưa từng thấy cơ thể của em? Nhưng đây không phải cơ thể của em, là người phụ nữ khác. Có phải anh nhìn cơ thể này đẹp hơn em liền? Tôi liền nói. Chẳng qua là chưa kịp nói hết câu, đã thấy mặt của Tô Mộc trầm xuống, sau đó miệng cười lạnh nhìn tôi, giống như đang tức giận, lại hình như là không tức giận, phản ứng rất lạ. Tôi im lặng khiếp sợ nhìn anh ấy. Ý em là anh không đụng vào thân thể của người khác, chỉ có thể đụng vào thân thể của em, dù là trong thân thể kia hồn phách của ai cũng không có vấn đề. Tô Mộc xích lại gần tôi lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không phải. Tôi lắc đầu một cái. Bây giờ trong thân thể của tôi là hồn phách của Lâm Yến Nhi. Anh ấy chạm vào thân thể của tôi, chẳng phải đang đụng chạm đến Lâm Yến Nhi sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên tinh thần của tôi căng thẳng, khẩn trương nhìn anh ấy. Chẳng lẽ anh đã... Em hy vọng anh chạm vào rồi sao? Tô Mộc nhìn ra suy nghĩ của tôi, cười lạnh rồi hỏi. Tôi lắc đầu một cái. Vậy thì cũng chưa. Tô Mộc liền nói. Cái gì gọi là vậy thì? Rốt cuộc anh đã đụng chạm chưa? Tôi vội kêu lên. Anh ấy từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, rất ít khi nói chuyện hàm hồ như vậy, hiển nhiên đã làm chuyện có lỗi với tôi. Ngu ngốc, nếu như anh đã đụng chạm thì không ở nơi này để cứu em. Tô Mộc thấy tôi nôn nóng đột nhiên cười một chút, đối với phản ứng của tôi rất hài lòng. Nói xong anh ấy không để ý tới sự phản đối của tôi, kéo chăn lên nghiêm túc khử trùng cho vết thương của tôi. Biết anh ấy thân mật với thân thể của tôi đang bị Lâm Biến Nhì chiếm, tôi liền thấy rất hài lòng. Mặc dù vẫn cảm thấy anh ấy khử trùng cho thân thể này của tôi rất lạ lẫm, nhưng ít ra trong thân thể này là hồn phách của tôi. Hơn nữa biểu hiện của Tô Mộc cứng rắn như vậy, tôi cũng chỉ có để mặc cho anh ấy khử trùng. Anh ấy xử lý vết thương rất cẩn thận, sau khi khử trùng lại tiêm phòng uốn ván cho tôi, cuối cùng là bôi thuốc bột của Đường Dũng. Lúc đầu tôi còn khuyên anh ấy không cần nghiêm túc như vậy, dù sao thân thể này cũng không còn được mấy ngày. Kết quả Tô Mộc ngừng lại, nghiêm mặt dạy dỗ tôi, nói thân thể này mượn thì phải trả, cho dù là không phải của mình cũng phải chăm sóc thật tốt. Lời của anh ấy nói tôi không thể phản đối. Cũng phải, cho dù thân thể này là của ai thì yêu tử túc trực bên linh sàng đã tốt bụng cho tôi mượn, tôi nên hoàn trả một cách hoàn hảo. Chờ vết thương được xử lý xong, Tô Mộc lại đắp kín chăn cho tôi, để tôi ngủ một giấc dưỡng thương cho thật tốt. Anh ấy ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Có lẽ tôi đã mê man như vậy cho nên sớm không biết mệt. Hơn nữa sau khi chết hai lần trước mặt của Tô Mộc, bây giờ tôi có thể gặp lại Tô Mộc, liền không khỏi có cảm giác sống sót sau tai nạn. Sống chết không chịu ngủ nữa, sợ ngủ một giấc tôi lại trở về nơi tối tăm, mọi thứ bây giờ đều là mơ. Thế tôi sống chết không chịu ngủ tiếp, Tô Mộc bất đắc dĩ cười một chút, hỏi tôi có đói không. Anh ấy đi ra ngoài mua cho tôi một ít thức ăn. Tôi níu anh ấy lại, nói không đói bụng, chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh. Tô Mộc do dự một chút, sau đó gật đầu một cái liền ngồi xuống. Cảm giác an toàn trong lòng, tay của tôi nắm chặt tay của anh ấy, nói cho anh ấy biết chuyện tôi ra khỏi cổ mộ. Tô Mộc lặng lặng nghe, thế tôi thê thảm như vậy, còn cố làm mặt giận mắt tôi một câu, sau đó đau lòng xoa xoa mặt cho tôi. Lần nữa tôi cảm nhận được sự yêu thương từ Tô Mộc, mặc dù anh ấy mắng tôi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vẻ ở trong lòng. Bất chi bất giác, tôi cùng Tô Mộc trò chuyện một buổi chiều, trời đã tối. Tô Mộc một bên nghe tôi nói, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Tới gần thời điểm 10 giờ tối, đột nhiên Tô Mộc đưa tay bịt miệng tôi, để không cho tôi lên tiếng, đồng thời nhỏ giọng nói. Tới, tới, ai tới? Tôi bị động tác bất ngờ của Tô Mộc dọa cho hết hồn, lập tức im lặng không dám gây ra bất cứ một âm thanh nào.
Chớp mắt ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, hơn nữa có tiếng bước nhẹ bước nặng, rõ ràng cho thấy có hai người. Khi nói chuyện trên trời dưới đất, tôi cũng cảm giác được Tiểu Mộc vừa nghe tôi nói vừa liên tục chú ý ra bên ngoài cửa sổ. Chắc hẳn anh ấy đã sớm đang đợi hai người kia tới. Có điều anh ấy lại không cho tôi lên tiếng, hiển nhiên không muốn để đối phương biết chúng tôi ở nơi này. Tôi không khỏi tò mò, người tới tuyệt cùng là ai? Rất nhanh hai người kia liền đi tới cửa, dừng lại một chút rồi đẩy cửa đi tới. Tôi thấy hai người tiến vào liền há mồm suýt nữa thì kêu lên, là Lộc Dương cùng với Tô Thịnh. Sao bọn họ lại đi cùng nhau, còn cùng tới chỗ của chúng tôi? Tôi không khỏi nhìn về phía của Tô Mộc. Tô Mộc cũng nhìn tôi khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý bảo tôi cứ tiếp tục theo dõi. Chỉ cảm thấy Lâm Biến Nhi chiếm thân thể của tôi đi vào, đi vòng quanh một vòng, lúc đi tới trước mặt của chúng tôi, khiến tôi lo lắng tìm sắp rụng ra bên ngoài. Công mày ánh mắt của cô ta trống rỗng, khi ánh mắt lướt qua chúng tôi một chút không có điều gì khác thường, chỉ đảo qua một cái rồi nói với Tô Thịnh nơi này rất an toàn, có lời gì cứ nói là được. Tôi thất kinh, nhưng sau đó liền hiểu được, Lâm Biến Nhi có thể trước mặt Tô Mộc cướp thân thể của tôi đi mà Tô Mộc không phát hiện. Tô Mộc là lệ quỷ, đương nhiên có biện pháp giống như vậy che giấu mình trước mắt của Lâm Yến Nhi. Ông chắc chắn Lộc Dương đã chết. Tại sao cô ta chết mà vẫn không có cách nào dung hợp được hoàn toàn cổ thân thể này? Bây giờ Chu Hải cổ bắt đầu hoài nghi ta. Tiếp tục như vậy anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra đầu mối. Yên tâm đi, lá bùa xích luyện kia là Tô Đoàn từ nhỏ đã dùng chính đồng tử của mình để luyện. Nếu không phải là bùa xích luyện nhiều năm hấp thu dương khí trên người của nó, như vậy thì nó sẽ không phải là thầy phong thủy ngu nhất Tô gia. Cho nên uy lực bùa xích luyện được có nói là một người bình thường như Lộc Dương, ngay cả cấp bậc lệ quỷ như là cô không chắc chắn có thể kháng cự. Cô ta 100% đã chết. Tô Thịnh nói, trong giọng nói nắm chắc phần thắng. Tôi nhất thời cả kinh ở trong lòng. Tô Thịnh biết thân phận Lâm Yến Nhi, hơn nữa ông ta cũng biết hồn phách trong yêu thần chính là tôi. Vậy mà ông ta lại cùng với Lâm Yến Nhi đồng mưu giết tôi, thậm chí để cho Tô Đoàn dùng tới lá bùa xích luyện mà cậu ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Chẳng trách bùa chú kia lại lợi hại đến như vậy, cũng chẳng trách Tô Đoàn thân là thầy phong thủy ở Tô gia mà bản lãnh lại thấp như vậy. Hóa ra tất cả tâm huyết của cậu ta đều ngưng tụ trên lá bùa đỏ kia. Ngày ý Tô Đoàn thì cậu ta luyện bùa xích luyện này là để dùng để báo thù cho mẹ, bây giờ lại dùng trên người của tôi. Nếu như cậu ta biết hồn phách trên yêu thân là tôi thì sẽ phản ứng thế nào? Tô Đoàn cùng tôi vào sinh ra từ nhiều lần, cũng coi như là sống chết có nhau, tình cảm khá là sâu đậm. Bây giờ cậu ta không chỉ chưa trả thù được cho mẹ, lá bùa xích luyện dùng nhiều năm tâm huyết luyện chế bị hủy trong chốc lát. Tô Thịnh dù là cha ruột của Tô Đoàn, vậy mà ngay cả con trai của mình cũng có thể lợi dụng. Tôi thấy lửa giận dấy lên trong lòng hừng hực, thậm chí đối với Tô Thịnh nổi lên một tia sát ý. Nhưng Tô Thịnh với Tô Đoàn không giống nhau, ông ta trước sau hại tôi hai lần, mỗi lần cũng suýt nữa khiến tôi chỉ đi không có về. Cho dù như vậy, tới bây giờ ông ta vẫn chưa tự mình ra tay. Chỉ dựa vào phần đam mưu túc trí này của ông ta thì tôi không phải là đối thủ. Nhưng kể cả như vậy tôi vẫn rất tức giận. Dù thế nào đi nữa, chỉ còn 2 ngày là đến 7 ngày. Đến lúc đó ta vẫn không thể hoàn toàn chiếm được thân thể của Lộc Dương, thì ông biết ta sẽ làm gì? Lâm Yến Nhi thấy Tô Thịnh đảm bảo như vậy thì cũng tin một ít, nhưng vẫn nói uy hiếp Tô Thịnh. Tô Thịnh gật đầu một cái, hiển nhiên không thèm để ý tới uy hiếp của Lâm Yến Nhi, hoặc là do ông ta vô cùng tin tưởng 2 ngày tới sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tôi đã đồng ý giúp cô thì cô cũng đừng quên cam kết của mình. Hoàn Dương Kinh chắc chắn ở trong tay cô đúng không? Tô Tịnh nói. Dĩ nhiên, nếu như ta thành công chiếm đoạt thực thân xác của Lộc Dương thì còn giữ lại cuốn sách rách nát đó làm gì, nhất định sẽ cho ông. Lâm Yến Nhi nói. Sau khi hai người quyết định, lại lấm lét nhìn ra bên ngoài, sau đó một trước một sau và rời đi. Sau khi chờ bọn họ đi xa, tôi căng thẳng mới dần dần hiểu được một ít. Lúc này mới phát hiện chỉ trong chốc lát cơ bắp của tôi đã căng cứng hết cả. Cho dù vậy tôi vẫn đưa mắt nhìn Tô Mộc. Nhìn một cái tôi nhất thời cả kinh trong lòng. Mặc dù đã sớm nghĩ anh ấy nghe được những chuyện này sẽ rất tức giận, nhưng vừa rồi anh ấy cũng không có động tĩnh gì. Tôi cho rằng anh ấy khống chế được tâm tình của mình. Bây giờ mới phát hiện cặp mắt đen nhánh của anh ấy thật giống như là chiếc giếng sâu không thấy đáy.
ngón tay đã mọc ra 10 móng quỷ trảo đen nhánh ghim sâu vào thân thịt của anh ấy. Âm khí đen nhánh ngưng tụ thành giọt nước giống như là máu vậy, từng giọt rơi xuống đất. Tôi đẩy anh ấy ra một chút rồi nói: "Tô Mộc, anh sao rồi?" "Anh không sao." Hồi lâu Tô Mộc mới đáp lại tôi. Nói xong, tinh thần của anh ấy ổn định lại, móng tay âm khí tản đi lộ ra lòng bàn tay của anh ấy vừa bị trào quỳ quấy lên lỗ máu đen. "Em nghỉ ngơi đi, nơi này sẽ không ai tới nữa, anh phải ra ngoài một chuyến." Tô Mộc nói. Nói xong, anh ấy cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi một cái, liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại một mình ở trong phòng, lúc này tôi mới có thời gian quan sát kỹ căn phòng này. Nhìn bố trí nơi này hẳn là kho của Tô gia. Trong góc bày đầy những loại kiếm gỗ, hương cây, tiền vàng cùng với các loại giáp khí. Như vậy nếu không có việc, quả thật sẽ không có người lui tới. Chẳng trách mà Tô Thịnh cùng với Lâm Yến Nhi lại tới nơi này để bàn bạc. Chắc chắn nơi này thật an toàn. Tôi lần nữa lại nằm xuống, muốn ngủ một giấc. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của Lâm Yến Nhi cùng với Tô Thịnh giống như là được thu âm vậy, không ngừng phát đi phát lại trong đầu của tôi. Nhất là Tô Thịnh hỏi Lâm Yến Nhi có phải có Hoàn Dương Kinh nằm trong tay của cô ta. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó rất quen, giống như là cái tên Hoàn Dương Kinh này tôi đã từng nghe ở đâu đó. Hoàn Dương Kinh. Tôi khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, đầu cố gắng nhớ lại. Hoàn Dương Kinh hẳn có nghĩa là trở lại dương gian, cộng với Phó Âm Kinh vận ngược lại. Có thể có liên hệ gì giữa hai quyển sách này không? Nghĩ tới đây, đầu óc của tôi đột nhiên xẹt qua một tia. Sách cấm của Tô gia. Ban đầu Tô Đoàn đem Phó Âm Kinh đưa cho tôi, mặc dù không nói gì thêm, nhưng mà Đường Dũng đã từng nói sư phụ anh ta chính là bảo vệ Phó Âm Kinh mà chết. Lúc ấy anh ta đã từng nói cùng với Phó Âm Kinh còn có Hoàn Dương Kinh, chỉ cần gộp đủ hai cuốn sách này chính là bảo bối trấn gia của Tô gia, liền cải từ hoàn sinh, có công hiệu người chết có thể hoàn dương. Tôi nhắm mắt kích động. Hoàn Dương Kinh vừa rồi tôi tỉnh nhắc đến chắc chắn là cùng bộ với Phó Âm Kinh. Năm đó sư phụ của Đường Dũng chỉ giữ được cuốn Phó Âm Kinh, còn Hoàn Dương Kinh bị thất lạc. Không nghĩ tới Hoàn Dương Kinh lại tới tay của Lâm Yến Nhi. Hơn nữa năm đó Tô gia gặp đại nạn không bởi vì hai cuốn sách kia đưa tới. Bây giờ Hoàn Dương Kinh xuất hiện trong tay của Lâm Yến Nhi, có phải đồng nghĩa với đại nạn năm đó có quan hệ với Lâm Yến Nhi? Nghe như vậy tôi liền biết vừa rồi tại sao Tô Mộc lại tức giận như vậy. Hơn nữa sư thúc của Đường Dũng là A Gen Đen Lý Trùy, năm đó cũng bởi vì hai cuốn sách này mà đi tới Trung Quốc. Xem ra ban đầu người Lý Trùy câu kết tiến vào Trung Quốc cướp sách nhất định cũng là Lâm Yến Nhi. Lần ngược lại những gì đã gặp, có phù họ Vương là người của Lâm Yến Nhi, nhưng trong tay của bà ta xuất hiện pháp khí Long Phủ của nước Thái. Hơn nữa Lý Trùy cùng với quả phù họ Vương lại ở cùng một thôn làng, hẳn là ông ta làm trưởng thôn, không chỉ để che giấu tai mắt của mọi người, mục đích chính định là cùng với quả phù họ Vương liên hiệp một chỗ để cứu Lâm Yến Nhi ra. Lần nữa gộp đủ Hoàn Dương Kinh cùng với Phó Âm Kinh để thực hiện cải tử hồi sinh. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ khác. Phó Âm Kinh bây giờ đang ở trong tay của tôi, chỉ cần tôi nghĩ cách lấy Hoàn Dương Kinh thì có phải sẽ giúp Tô Mộc sống lại hay không, để Tô Mộc lần nữa biến lại thành người sống. Nghe như vậy nháy mắt của tôi bị kích động, nghiêng người từ trên giường tụt xuống. Tôi suy đoán Hoàn Dương Kinh quan trọng như vậy, nhất định Lâm Yến Nhi sẽ luôn mang theo bên người. Hơn nữa dựa vào việc Phó Âm Kinh có cấm chế thì quyền Hoàn Dương Kinh kia nhất định cũng bị người của Tô gia xuống cấm chế, hẳn là chỉ có người sống mới có thể hiểu. Hơn nữa trừ người của Tô gia thì mỗi lần chỉ nhìn thấy được một chữ, cho nên mặc dù Lâm Yến Nhi lấy được Hoàn Dương Kinh nhưng vẫn không hiểu được nội dung ở bên trong. Nhiều năm như vậy cô ta có Hoàn Dương Kinh ở trong tay nhưng vẫn không bất cứ có đầu mối nào để sống lại. Ngoại trừ việc cô ta chưa lấy được Phó Âm Kinh thì việc không hiểu được nội dung của Hoàn Dương Kinh cũng còn liên quan rất lớn. Ngay tới đây tôi quyết định trước tiên đi tới phòng của Lâm Yến Nhi ở xem một chút. Chắc hẳn cô ta ở tại phòng lần trước tôi ở. Nơi đó tương đối hẻo lánh, chỉ cần Lâm Yến Nhi khi không ở trong phòng thì tôi có thể tìm được Hoàn Dương Kinh đem trộm nó đi. Quyết định như vậy, tim của tôi đập thình thịch, toàn bộ tinh thần đều khẩn trương, vừa lo lắng vừa hưng phấn tràn đầy, khiến cho tôi tụt xuống khỏi giường, vô tình chạm tới vết thương đau tới run cả người. Không may thuốc bột của Đường Dũng thực sự có thể coi là thần dược. Thời gian không biết bao lâu vết thương của tôi đã khép miệng, bên trên cũng đã sinh đóng vảy lại.
Chỉ cần cẩn thận không để vết thương rách ra thì dường như không ảnh hưởng đến hoạt động. Cho dù là như vậy, tôi cẩn thận hơn một chút, không dám cử động quá mạnh, từ từ rời khỏi nhà kho. Bên ngoài nhà kho rất yên tĩnh, bây giờ đã là đêm khuya, người làm hay bảo mẫu gì đó ở Tô Gia đều đã đi nghỉ. Ra khỏi nhà kho là sân của Tô Gia. Tôi nhớ lúc trước đã nghe Tô Mộc nói, sau lần Tô Gia gặp họa ngập đầu đó, đã vô cùng coi trọng hệ thống phòng ngự. Mặc dù người ngoài nhìn thấy nơi này trống rỗng, không có ai, nhưng mà trong nhà mỗi một mảnh đất, mỗi một viên gạch đều có vết bùa chú ở trên đó. Tất cả mọi người ra vào đều phải đi theo những nhịp nhất định mới không động đến trận pháp. Chỉ cần một bước đi sai, trận pháp của Tô Gia sẽ mở, người Tô Gia cũng sẽ được báo động tới. Tôi lúc mới tới chính là thua, bởi vì thuật pháp của Tô Gia còn chưa vào cửa đã bị ám toán. Bây giờ nhìn cái sân lớn như vậy, trên gạch lại rậm rạp chẳng chịt lời bùa chú, khiến tôi không khỏi nhức đầu, nên đi thế nào đây? Hiển nhiên Tô Mộc đã lén ra tay cứu tôi từ tay của Tô Đoàn. Tô Thịnh cũng kiên định cho rằng tôi đã chết, cho nên bây giờ tôi tuyệt đối không thể bị người của Tô Gia phát hiện. Nghĩ tới đây, tôi cố gắng nhớ lại lần trước Tô Mộc đưa tôi tới phòng làm việc của Tô Thịnh đã bước đi như thế nào. Nhưng chuyện đó đã là mấy tháng trước, tôi lại trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, khiến tôi đã sớm quên sạch cách bước đi của anh ấy. Ngay khi tôi đang thầm chán nản thì trên cây đối diện đột nhiên truyền tới một tiếng động lạ. Phía trên có người. Tôi cảnh giác một chút, trong nháy mắt liền chui trở lại nấp vào chỗ khuất của nhà kho, cặp mắt nhìn chăm chú vào cây đối diện, rất sợ bị bại lộ. Một tiếng nhỏ vang lên, cành cây đối diện rung càng lợi hại. Rất nhanh phía bên trên liền thoát ra một bóng đen gầy teo nhỏ nhỏ, đùng đưa trên cây rồi nhảy xuống, động tác nhanh như là chớp lao về phía tôi. Tôi sợ hồn vía sắp bay ra bên ngoài, quay người chạy về phía sau, muốn lần nữa quay trở lại nhà kho. Nhưng do tôi vận động mạnh, vết thương trên người nháy mắt đã vỡ ra, ọc ra một dòng máu tươi sành thấm. Trước mắt bóng đèn kia đã chạy tới sau lưng của tôi, tóm lấy áo của tôi rồi leo lên người, đứng trên bả vai của tôi, vừa hướng tới vừa kêu lên một tiếng, vừa toẹt miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhọn. Lục Nhĩ! Tôi nhìn bóng người trên bả vai mà kinh ngạc nói. Nó là con khỉ, quanh người của nó có một tầng nhàn nhạt yêu khí vây quanh, nhìn qua dáng dấp rất giống Lục Nhĩ. Nhưng Lục Nhĩ là con khỉ nhỏ có màu vàng, đôi mắt tròn vo nhìn mọi người trông rất ngây ngô. Còn con khỉ này hiển nhiên là khỉ đã trưởng thành, không chỉ lông trên người dài hơn, màu lông vàng cũng tươi hơn, mà sắc mặt cũng dũng mãnh hơn nhiều. Nói nó là Lục Nhĩ thì chỉ bằng nói nó là cha của Lục Nhĩ mới có thể tin. Con khỉ kia nhìn tôi lại cực kỳ hưng phấn, thật giống như là vốn quen biết tôi vậy. Hơn nữa nghe thấy tôi gọi tên là Lục Nhĩ, liền vui vẻ kêu lên hai tiếng. Tôi sợ tiếng kêu của nó đánh động người của Tô Gia, cũng không biết lấy gan ở đâu liền đưa tay bịt miệng nó lại rồi nói: "Ngoan, mày đừng có lên tiếng." Con khỉ kia nghe tôi nói như vậy thì quả nhiên nó ngậm miệng lại, bàn tay nhỏ nhỏ cũng bắt chước nâng lên che miệng của mình không lên tiếng nữa. Biết điều như vậy, lòng của tôi cảm thấy ấm áp. Mặc dù hình dáng của nó đã dũng mãnh hơn rất nhiều, nhưng xem ra vẻ linh hoạt của nó, tôi cảm giác nó chính là Lục Nhĩ. Tính ra tôi cũng đã 3-4 tháng không thấy Lục Nhĩ. Chỉ là mới 3-4 tháng, làm sao hình dáng của nó lại biến hóa lớn thành như vậy? Hơn nữa không chỉ có nó thay đổi, bây giờ tôi cũng không phải là Lục Dương. Nếu như nó thực sự là Lục Nhĩ thì bây giờ hẳn nhận Lâm Bích Nhi làm chủ nhân mới đúng, làm sao lại còn tìm đến tôi? Tôi thấy rất kỳ lạ, mặc dù không rõ đây là thế nào, tôi nhỏ giọng hỏi nó có phải Lục Nhĩ không. Con khỉ gật đầu một cái, nghe được từ Lục Nhĩ rõ ràng nó lại cười lên. Sau khi chắc chắn nó là Lục Nhĩ, rốt cuộc tôi cũng yên lòng, ôm Lục Nhĩ vào trong ngực. Ánh mắt của Lục Nhĩ càng nhìn vào ngực của tôi, nó liền giơ tay lên, đưa ngón tay sờ vào vết thương đang chảy máu của tôi. Tôi né tránh theo bản năng, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì ngón tay của Lục Nhĩ đã chạm tới vết thương. Nơi ngón tay chạm vào vết thương tụ lại một ánh sáng màu xanh thấm, thấm vào qua vết thương của tôi. Nháy mắt tôi cảm giác được một cơn gió mùa xuân đang tràn ngập khắp người của tôi vậy, vô cùng thoải mái. Cơn đau của tôi bất ngờ biến mất vô ảnh vô tung. Vết thương vừa rồi bị rách toạc đã hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da trắng như tuyết hoàn toàn nhẵn nhụi, không có một chút dấu vết nào của vết thương. Quá thần kỳ! Tôi kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ không hiểu, hiển nhiên nó cũng hết sức hài lòng với năng lực của mình,
nhìn vào ngực của tôi rồi cười lên. Tôi đột nhiên nhớ được Tô Mộc đã từng nói mình như linh hầu theo sự tăng tu vi sẽ mở ra được những bản lĩnh mới. Lần trước khi tôi thấy Lục Nhĩ, nó mới là tứ nhĩ mi hầu, vừa mới đạt tới khả năng lắng nghe, bắt đầu giai đoạn có thể suy nghĩ. Bây giờ tướng mạo đã biến hóa lớn như vậy, hơn nữa trên người của nó rõ ràng có một đoàn yêu khí vây quanh. Chẳng lẽ bây giờ nó đã đạt đến Lục Nhĩ? Tôi liền quan sát nó thật kỹ. Bây giờ nó cũng không khác gì trạng thái nguyên thủy, trên đầu cũng chỉ có hai chiếc tai, không khác gì những con kỳ khác. Nhưng cổ yêu khí mãnh liệt trên người của nó đã bán đứng nó. Không bao lâu sau, tôi phát hiện được ở vị trí ngực của nó có một màu xanh lá cây vô cùng đậm đặc, thật giống như là có một viên hạt trân châu màu xanh quanh quẩn ở nơi đó. Yêu hạch! Tôi vui mừng ở trong lòng, quả nhiên là không sai. Lần trước khi mà tôi thấy nó cũng chỉ là một con khỉ ngô nghê, trên người cũng không có yêu khí vờn quanh. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi như vậy, bây giờ nó đã tu luyện ra một viên yêu hạch, chắc hẳn cũng đã trải qua một biến cố kỳ lạ nào đó. Tôi vừa định hỏi nó yêu hạch kia làm sao mà có, kết quả tôi còn chưa kịp hỏi thì lỗ tai của Lục Nhĩ đã run lên mãnh liệt, giống như là đang nghe thấy âm thanh gì đó. Sau đó nó nhảy xuống khỏi người của tôi, thân ảnh nho nhỏ của nó chạy đến một mảng sân gạch, sau đó liền quay đầu khoát tay bảo tôi cố ý chạy theo nó. Nó có ý gì? Xem ra dường như nó biết cách đi qua trận pháp của tu ra thế nào. Tôi liền mừng rỡ, không để ý hỏi nó là gì, nhấc chân vượt qua đi theo bước đi của Lục Nhĩ, tiến vào bên trong biệt thự của Tô gia. Không bao lâu sau, tôi đã thuận lợi đi được tới cửa biệt thự của Tô gia. Lục Nhĩ vốn sinh trưởng ở Tô gia, cho nên việc bố trí ở Tô gia đối với nó không thể quen thuộc hơn nữa. Một cách thuần thục, nó nhập vào một chuỗi dài các con số ở phía sau. Cánh cửa đã được mở ra, trên mặt nó vạch qua một vẻ kiêu ngạo, tất miệng hướng về phía tôi mà cười. Lục Nhĩ, cảm ơn mày, Lộc Dương tao sẽ mời mày thứ ngươi thích, tôi nhẹ giọng nói. Nói xong tôi cũng không do dự, liền đi theo Lục Nhĩ rón rén đi vào, chạy thẳng đến phòng của Lâm Yến Nhi. Vừa tiến sát lại gần phòng, tôi liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của quả phụ họ Vương. Chủ nhân, bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mấy giọt huyết mạch tương đồng nữa là có thể làm lễ cúng tế đại điển. Chỉ có điều là mấy giọt huyết mạch tương đồng kia thì hơi khó lấy một chút. Chỉ có mấy giọt máu thôi mà khó khăn vậy sao? Ta cho ngươi thêm một ngày cuối cùng, nếu như ngày mai mà không có được huyết mạch, Lâm Ý Nhì nói. Cô ta vẫn đang nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí đó kết hợp cùng với giọng của tôi hơi lạ lạ. Cho dù là như vậy, Lâm Yến Nhi dù gì cũng là lệ quỷ, cho nên khí tức của cô ta không chút nào có thể bị che giấu. Kể cả là cách một cánh cửa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cỗ khí lạnh lẽo tràn ra, lạnh đến mức mà khiến bản thân của tôi không khỏi run lập cập. Chủ nhân yên tâm, thế nào ngày mai tôi cũng sẽ đem được huyết mạch tương đồng đến cho ngài, giúp cho ngài thuận lợi tiến hành lễ tế đại điển, xin người yên tâm. Giọng của quả phụ họ Vương có chút căng thẳng, trong nháy mắt đã kiên định hơn rất nhiều. Bà ta đứng trước mặt của Lâm Yến Nhi, sát ý Lâm Yến Nhi tỏa ra vừa rồi chắc hẳn bà ta cảm nhận được rõ ràng. Quả phụ họ Vương vừa đảm bảo xong, Lục Nhĩ đột nhiên lôi tôi ra một chút, tay chỉ vào lối thoát hiểm một bên, tỏ ý bảo tôi mau trốn đi. Tôi nghe không hiểu cái gì mà lại cúng tế đại điển, huyết mạch tương đồng các loại, còn đang muốn nghe nữa, nhưng mà Lục Nhĩ đã có ý bảo tôi trốn đi thì nhất định là có lý do của nó. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi vào lối thoát hiểm, lặng lẽ trốn. Chưa kịp đi hẳn vào trong lối thoát hiểm, cửa phòng của Lâm Yến Nhi đã mở ra. Bước ra ngoài quả nhiên là quả phụ họ Vương. Nhìn bóng lưng của bà ta gầy đi rất nhiều, tóc cũng đã bạc trắng cả đầu. Quả phụ họ Vương thực sự đã khác quá nhiều so với trước đây. Nếu không phải tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của bà ta, chắc tôi đã không nhận ra được. Sau khi quả phụ họ Vương rời đi, Lâm Yến Nhi cũng đi xa, đóng cửa kỹ lại và bước đi. Thời cơ đã đến, trong nháy mắt tôi liền nghĩ mình phải hành động ngay, nhưng Lục Nhĩ đã giữ tôi lại, không cho tôi hành động. Yên lặng trong lối thoát hiểm nửa giờ, tôi đang nghi ngờ Lục Nhĩ cảm giác sai về thời điểm thì Lục Nhĩ đã buông tôi ra, mở cửa chui vào trước. Bây giờ Lâm Yến Nhi chắc chắn sẽ không trở lại phòng nữa. Tôi liền theo Lục Nhĩ đi vào, nắm chắc thời gian và bắt đầu lục soát. Tôi tìm mà tủ quần áo, đầu giường cùng với những chỗ khác, nhưng mà không phát hiện ra Hoàn Dương Kinh mà Lâm Yến Nhi nói ở đâu. Chẳng lẽ cô ta lại mang nó ở trên người? Tôi bỗng có một chút thất vọng,
Nếu như cô ta mang nó trên người thì coi như là không thể trộm được rồi. Ngay cả ở trước mặt Lâm Yến Nhi, tôi cũng không thể hiện thân được. Không tìm thấy được Hoàng Dương Kinh, tôi cũng không dám ở lại phòng của Lâm Yến Nhi thêm nữa. Liền bảo Lục Nhĩ đem tôi trở lại phòng kho, khóa trái cửa lại, làm như tôi từ nãy đến giờ vẫn ở trong kho vậy. Lần này nằm ở trên giường có Lục Nhĩ bầu bạn, nên tinh thần của tôi không thể ngủ được. Lục Nhĩ, mày giỏi lắng nghe như vậy. Vậy mày có nghe được Lâm Yến Nhi đem Hoàng Dương Kinh để ở đâu không? Tôi liền hỏi Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhìn tôi bằng cặp mắt mê mang, lắc đầu một cái. Không biết là nó nghe không hiểu tôi nói gì, hay là nó cũng không biết. Tôi vốn cũng chẳng trông cậy gì vào việc Lục Nhĩ có thể giúp tôi tìm được Hoàng Dương Kinh. Chẳng qua là chỉ muốn cùng nó tán gẫu một chút cho đỡ nhàm chán. Không tìm được manh mối về Hoàn Dương Kinh, tôi mới nhớ quả phụ họ Vương nói là dùng huyết mạch tương đồng để cúng tế đại điện. Mày có nghe qua huyết mạch tương đồng là gì chưa? Là mấy như vừa nãy nói đến cúng tế đại điện là nói đến chuyện gì vậy? Tôi nửa muốn biết, nửa lại nhàm chán nên mới hỏi Lục Nhĩ. Vốn không thể trông cậy vào Lục Nhĩ có thể biết cái gì, nhưng khi nó nghe được mấy chữ huyết mạch tương đồng, liền kêu lên hai tiếng, mặt đầy hưng phấn nhìn tôi. Lục Nhĩ có linh tính cực cao, đột nhiên là có biểu cảm này, nhất định là đang hiểu ý tôi nói. Chẳng lẽ nó biết huyết mạch tương đồng là cái gì? Trong lòng của tôi không khỏi vui mừng, liền hỏi Lục Nhĩ. Mày biết huyết mạch tương đồng, vậy chút cuộc nó là thứ gì? Cống tế dùng máu tươi sao? Lục Nhĩ gật đầu một cái. Cái này thì kỳ quái, chẳng qua là máu tươi thôi mà. Với quả phụ họ Vương dễ như trở bàn tay, tại sao lại không dễ để lấy? Chẳng lẽ huyết mạch tương đồng lại hàm nghĩa điều gì đó đặc biệt, cần một phương thức đặc thù nào đó để lấy, hoặc là cần thứ gì đó để giữ máu người còn tươi? Tôi thực sự có chút không hiểu. Bây giờ Lâm Yến Nhi đã chiếm đoạt thân thể của tôi, còn muốn cướp chồng của tôi. Cho dù cô ta bây giờ là lệ quỷ, tôi cũng không thể nuốt trôi được cơn giận này. Cho đến bất kể cô ta muốn tiến hành cúng tế đại điển gì, tôi cũng đã quyết định tận lực phá hoại. Chỉ cần cô ta không thống khoái, nhất định tôi có thể thoải mái hơn một chút. Nếu như có thể làm cho cô ta tổn thương thì không gì có thể tốt hơn nữa. Biết đâu tôi có thể nhân cơ hội này mà có thể đoạt lại được thân xác của mình. Sau khi quyết định như vậy, tôi liền hỏi Lục Nhĩ có biết huyết mạch tương đồng ở đâu không. Chỉ cần tôi lấy được huyết mạch tương đồng trước thì Lâm Yến Nhi sẽ không thể nào tiếp tục cử hành lễ tế đại điển nữa, mà tôi cũng không cần phải lộ diện trước mặt của cô ta. Lục Nhĩ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, sự chú ý đều tập trung ở hai lỗ tai. Hai lỗ tai nhanh chóng run rẩy, trên không trung tạo thành một hư ảnh, thật giống như là một bên có ba lỗ tai vậy. Không bao lâu nó liền nghe được vị trí liên quan đến huyết mạch tương đồng, móng vuốt nhỏ chỉ về phía tây bắc, kêu lên hai tiếng. Trong lòng của tôi nghi ngại, cái hướng kia vừa vặn lại là hướng căn biệt thự của Phùng Đông, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Không biết tại sao trong lòng của tôi đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, mơ hồ cảm thấy Lâm Yến Nhi phải làm chuyện gì đó liên quan đến tôi. Ngay lúc tâm trạng của tôi không ổn, muốn nhờ Lục Nhĩ lần nữa mang tôi rời khỏi nhà kho, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, có thông báo gì đó. Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn xem có phải Đường Dũng tìm tôi không, và nhân tiện nhờ Đường Dũng mang tôi chạy về căn biệt thự một chút. Nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng. Người tìm tôi không phải là Đường Dũng mà là Vương Văn. Anh ta hẹn tôi đi quán cà phê. Lúc này tôi làm gì có tâm trạng đi uống cà phê ngồi tâm tình với hắn. Tôi gõ mấy chữ từ chối anh ta, còn chưa kịp gửi thì Vương Văn đã gửi lại một tin nhắn nữa. Lần này hắn không nói gì, chỉ gửi cho tôi một tin xác định vị trí. Phía trên bất ngờ viết: Mèo Trang Phùng Đông. Lòng của tôi bất chợt run lên, có lý nào lại trùng hợp như vậy? Lục Nhĩ vừa mới dò ra huyết mạch tương đồng ở chính hướng nhà tôi, Vương Văn lại xuất hiện trước biệt thự, còn đặc biệt chọn địa điểm gặp mặt ở Mèo Trang, cũng chính là ngay ở chỗ này. Mèo Trang lấy mèo là điểm nhấn của quán cà phê này. Không gian bên trong rất nhỏ, mỗi ngày đều có mười mấy hai mươi con mèo đi quanh ở trong tiệm. Tôi trước kia rất thích mèo, nhưng từ khi sống chung với Tô Mộc, tôi đã tránh lùi 90 dặm liễu với mèo, bởi vì mèo chính là sùng vật của Diêm Vương, trên người âm khí rất nặng, có thể nhìn thấu hết thảy âm linh. Hơn nữa chúng chính là khắc tinh của quỷ vật. Cho dù là một con mèo nhỏ mới dài răng, cũng có thể cắn thủng cánh tay của một con ác quỷ. Cho nên từ khi tôi bắt đầu tập luyện âm khí, Tô Mộc đã nghiêm cấm tôi không được tiếp xúc với bất cứ một con mèo nào, đặc biệt là mèo môn.
Theo như Tô Mộc giải thích thì lông mèo càng đậm thì sát khí trên người của nó càng nặng, đối với quỷ thì tổn thương càng lớn. Nếu như mà tôi nhớ không lầm thì trong mèo trang kia có 3 con mèo môn. Vương Văn đột nhiên lại chọn nơi này, liệu có phải đã phát hiện ra chuyện gì đó? Trong lòng của tôi rất thấp thỏm, không biết có nên gặp anh ta không. Ngay khi tôi do dự chưa quyết định thì điện thoại của tôi lại một lần nữa vang lên. Lần này là mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói bảo tôi về nhà một chuyến có chuyện gấp. Có chuyện gì vậy á? Tôi liền hỏi mẹ giọng căng thẳng. Chính là quán cà phê mèo trước cửa nhà chúng ta, bên đấy có một con mèo chạy sang nhà chúng ta. Ông chủ bên đấy đến tìm mèo, nhưng mà hệ thống bảo vệ này mẹ với ba không biết mà, ông ta không vào được. Mẹ lại không cho đụng tới con mèo kia. Còn thay quần áo xong chưa? Thay quần áo nhanh thì nhanh về nhà bắt trả lại mèo cho người ta, chúng ta không bắt được mèo này. Mẹ tôi nói, vừa nói bên kia còn truyền đến tiếng kêu của mèo. Mẹ tôi không thích được vòng bảo vệ bằng yêu khí ở ngoài kia, cho dù là người ta không vào được vì hệ thống an ninh của nhà. Trong lòng tôi lại nghĩ đến chuyện khác, quên mất con mèo. Cái lồng yêu khí của Thường Lùng Tiên bảo vệ có thể nói là tương đối tốt. Bất kể là người hay mang dương khí hay là quỷ mang đầy âm khí quanh người, chỉ cần tới gần yêu khí một chút cũng sẽ bị yêu khí chiếm đoạt tiêu diệt, đem căn biệt thự một giọt nước cũng không lọt. Nhưng duy nhất chỉ có một loại sinh vật ngoại lệ, trên người của nó mang sát khí quá nặng, vừa vặn có thể chống lại yêu khí ung dung tiến vào trong cấm địa. Đó chính là con mèo môn. Mèo môn là khắc tinh của quỷ, đối với cha mẹ tôi lại không có uy hiếp gì. Cho dù như vậy, trong lòng của tôi vẫn rất lo lắng. Bất kể con mèo muôn kia có thể làm cho mẹ tôi bị thương, đều chứng tỏ rằng bây giờ bọn họ đang bị theo dõi. Người kia có thể đem mèo muôn bỏ vào thì cũng có thể đem những thuật kỳ pháp quái nào đó bỏ vào trong đó. Tôi đứng ngồi không yên, liền bảo Lục Nhĩ đưa tôi ra ngoài. Lục Nhĩ kêu lên 2 tiếng, lần nữa đẩy cửa, đưa tay kéo tôi ra ngoài. Chỉ là khi tới cửa lớn của Tô Gia thì nó đột nhiên do dự. Chỉ cái miếu nhỏ giữa sân của Tô Gia lắc đầu một cái. Đây là ý gì? Tôi đang nóng lòng như có lửa đốt, nhưng bây giờ Lục Nhĩ lại kéo tôi lại không cho tôi đi. Tôi thấy không hiểu, Lục Nhĩ càng nôn nóng, miệng kêu lên khẹt khẹt lớn tiếng, phi thân chạy về miếu nhỏ, chỉ bài vị của Tô Mộc trong miếu rồi khoa chân múa tay với tôi. Lần này tôi xem là hiểu, nó nói Tô Mộc không cho tôi rời khỏi nơi này. Xem ra vừa rồi gặp Lục Nhĩ không phải ngẫu nhiên, mà là Tô Mộc bảo Lục Nhĩ tới trông coi bảo vệ an toàn cho tôi. Tôi không khỏi ấm áp ở trong lòng, nhưng bây giờ tôi cũng gấp như lửa đốt, cũng không để ý chỉ thị của Tô Mộc. Bảo Lục Nhĩ nếu như nó không an tâm thì đi thông báo cho Tô Mộc tôi phải đi trước. Nói xong tôi bảo nó tên biệt thự Phùng Đông để cho Lục Nhĩ nói lại cho Tô Mộc. Giữa bọn họ có tâm ý tương thông, Tô Mộc nhất định biết tôi trở lại biệt thự Phùng Đông. Như vậy lỡ như Vương Văn thật sự phát hiện ra thân phận của tôi mà làm gì đó bất lợi với tôi, thì thời điểm mấu chốt Tô Mộc cũng có thể đuổi theo cứu tôi. Làm xong những việc này, tôi không kịp đợi nữa, nhấc chân chạy thẳng về biệt thự Phùng Đông. Như tôi dự đoán, khi tôi vừa về tới cửa, quả nhiên thấy Vương Văn đang cầm một ly cà phê, đang nhàn nhã đứng ở cửa nhà tôi, ngửa đầu nhìn vào bên trong căn biệt thự. Trước mắt anh ta đã thấy tôi. Ngoài dự liệu, anh ta thấy tôi là có chút bất ngờ. Sau đó mặt đầy kinh ngạc vui mừng đi tới rồi hỏi: Diệp Trần, sao em tìm được chỗ này? Không phải anh hẹn em ở quán cà phê Mèo Trang hay sao? Tôi ngừng lại một chút, nhìn kỹ vào hai mắt của anh ta. Mặc dù anh ta thay đổi rất nhiều, nhưng thói quen hay biểu tình đều không thay đổi. Từ trong biểu tình tôi có thể nhận ra anh ta thực sự bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới là tôi tới đây. Nói như vậy, anh ta hẹn tôi ở Mèo Trang gặp mặt chẳng qua là sự trùng hợp, không phát hiện ra tôi là Lộc Dương. Nhưng bây giờ anh ta thực sự xuất hiện ở trước cửa nhà tôi. Không biết anh ta đột nhiên tới đây là mục đích gì, còn liên quan tới huyết mạch tương đồng mà Lâm Ý Nhi muốn không. Thế anh ta không nhận ra thân phận của tôi, tôi liền giả bộ nhìn căn biệt thự lạ lắm. Chắc chắn tầng yêu khí màu xanh kia không bị phá hư hỏng cho nên mới yên lòng. Đây là nhà anh sao? Thật là to và đẹp đấy. Tôi theo chỉ đường của điện thoại tìm tới, và một hồi cũng không thấy quán Mèo Trang ở đâu. Thật may là gặp anh ở đây. Vừa nói tôi vừa khẽ mỉm cười với anh ta. Tôi biết thân thể này có nét đẹp nghịch thiên, nụ cười vừa rồi đừng nói là Vương Văn, ngay cả tôi là đàn bà mà lần đầu tiên soi gương cũng bị vẻ đẹp này khiến cho ngơ ngẩn, ngắm nhìn hồi lâu mới hoàn hồn lại. Bây giờ quả thật rất tốt để dùng mỹ nhân kế với Vương Văn. Ánh mắt của Vương Văn liền ngây dại một chút, hai mắt nhìn tôi đắm đuối mê ly,
thật giống như là trúng độc vậy. Em thích nơi này, vậy thì sau này anh sẽ đưa em dọn tới nơi này để ở, Vương Văn nói. Anh ta ngược lại không một chút khách khí, cũng không chối căn nhà này không phải là của anh ta. Tôi cười nhạt ở trong lòng, mở miệng rồi nói: vậy bây giờ anh có tính đưa tôi vào ngồi chơi một chút không? Bây giờ còn chưa được. Phương Văn nghe được trong giọng của tôi cố ý chê nhạo, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Nhưng sau đó anh ta liền cười, bộ dạng 10 phần nắm chắc phần thắng. Em còn nhớ là anh đã nói với em về bạn gái cũ của anh không? Chính là ngôi nhà bị quỷ ám đó, nơi này bây giờ là bạn gái cũ của anh. Hôm nay anh tới chính là để đuổi ác quỷ ra khỏi nhà cô ấy. Chờ sau khi quỷ rời đi, người nhà cô ấy nhất định cảm kích rơi nước mắt. Đến lúc đó đừng nói là tặng một căn nhà, cho dù làm trâu làm người cho anh thì bọn họ cũng không tiếc. Vương Văn nói rất chắc chắn, tôi không thể cảm thấy xem thường. Mơ đẹp thật, căn biệt thự này là Tiêu Mộc đưa cho tôi, làm sao tôi có thể đưa cho anh ta? Em ở bên cạnh chờ xem đi, chờ đuổi quỷ xong em sẽ liền tin chuyện lần trước anh nói với em. Mệnh thiên sát cô tinh, nhất định phải cùng mệnh thủy khắp Kim Sơn chung một chỗ, Vương Văn nói. Nói xong anh ta bảo tôi lui về sau một chút, tránh cho một hồi làm phép sẽ khiến tôi bị thương. Tôi im lặng, lúc này rồi mà anh ta vẫn còn tâm tư cua tôi. Có điều tôi cũng tò mò anh ta định làm như thế nào để phát được cái lồng yêu khí của thường luồng tiên, cho nên tôi liền lui ra xa. Chỉ thấy anh ta giơ tay lên phủi trên người của mình hai cái như là phủi bụi, sau đó mặt đầy trang trọng xếp bằng ở dưới đất. Trong tay cầm một chiếc chuông nhỏ, miệng xí xa xí số đọc thần chú. Khi thần chú vang lên, sự chú ý của tôi tập trung vào cảnh vật xung quanh, thế âm khí cùng với yêu khí đều không thay đổi. Cái lồng yêu khí vẫn đậm đà bền bỉ như cũ. Khi tôi đến gần thỉnh thoảng còn có tiếng nổ nhỏ nhỏ. Tôi sợ tiếng nổ trên người của tôi khiến cho Vương Văn nghi ngờ, cho nên không dám tiến lại quá gần. Âm khí bốn phía xung quanh dường như cũng không thay đổi gì. Thật giống như là Vương Văn niệm không phải là thần chú, mà là hát nhạc thiếu nhi thông thường vậy. Tôi bất giác có chút kỳ quái. Nhìn thế này căn bản Vương Văn không có phép lực gì cả. Chẳng lẽ người phá hỏng cấm chế của Tô Mộc không phải là Vương Văn? Trong lòng của tôi nghi ngờ, mặt vẫn tỉnh rụi nhìn Vương Văn. Tới hơn nửa giờ trôi qua, bốn phía cũng chẳng có bất cứ một biến hóa gì cả. Ngay tại khi tôi sớm không nhìn được nữa, muốn ngắt ngang hành động của Vương Văn, thì một bóng dáng đen nhánh từ bên trong lồng yêu khí đi ra. Tiếng kêu lạnh như băng vang lên trước mặt của tôi. Từ trong lồng yêu khí đi ra chính là một con mèo mun. Con mèo này đen toàn thân giống như là mới đi ra từ hũ mực vậy. Trên người của nó không có một chút sáng bóng nào cả, thấm ra một cổ tà khí ù tối. Không biết tại sao, người của tôi run rẩy, theo bản năng muốn cách xa con mèo kia một chút. Con mèo mun kia đi ra liền chú ý tới tôi, đôi mắt lạnh như băng nhìn tôi một cái. Sau đó nó liền kêu lên một tiếng rồi đi tới chỗ của tôi. Tôi cả người lạnh, cảm thấy ánh mắt của con mèo, chân từ từ bước lùi về phía sau. Dẫu sao bây giờ tôi mặc dù chiếm được một yêu thân, nhưng bản chất tôi vẫn là một quỷ hồn. Nếu như con mèo mun kia đột nhiên gây khó dễ thì e rằng tôi không thể né tránh. Diệp Trần, để anh giải thích, mèo mun vốn là khắc quỷ, nhưng mà con mèo mun này không giống những con mèo mun khác. Từ khi nó sinh ra đã bị nhốt trong một căn phòng tối om, cho đến bây giờ đã là một tuổi đều không phơi dưới nắng mặt trời. Hơn nữa thức ăn của nó cũng chỉ là máu tươi của rắn. Rắn có tính hàn, huyết dịch cũng âm hàn vô cùng. Nó được dùng bí pháp này đến nuôi một năm, trên người của nó tụ rất nhiều tà khí. Cho dù quỷ có lợi hại hơn nữa cũng không chạy thoát khỏi chiếc răng của nó. Chờ một lát anh sẽ nhỏ nước mắt bỏ cho em, là em có thể nhìn thấy quỷ. Sau đó em sẽ chờ xem con mèo này nuốt con quỷ như thế nào nhé. Chà, con mèo này hình như là em rất thích. Phương Văn đang nói thì đột nhiên phát hiện con mèo chú ý đến tôi, kinh ngạc nói. Khi đang nói chuyện thì con mèo kia đi tới bên chân của tôi, trong miệng của nó liên tục kêu ra một tiếng trầm thấp. Người đen nhánh chậm rãi quanh quẩn chân của tôi, người mùi trên người của tôi. Tôi thấy lạnh cả người, cơ bắp toàn thân căng lại, một cỗ khí tức nguy hiểm bao trùm khắp thân thể, áp chế tinh thần của tôi. Tôi hận không được lập tức nhấc chân chạy, nhưng lúc này hai chân của tôi cứ mọc ra từ đất vậy, cho dù tôi dùng sức thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Phương Văn cũng phát hiện ra điều dị thường, kỳ quái nhìn mèo mun một cái, sau đó nhìn về phía tôi. Diệp Trần, em... Tôi đã sớm không dám lên tiếng trả lời anh ta, thậm chí ngay cả thở cũng không dám. Liều mạng ngưng thở, đưa mắt nhìn chăm chú con mèo, không để cho nó phát hiện ra thân phận quỷ của tôi.
Mèo Mun vây quanh chân tôi một vòng, ánh mắt đen thui như tới từ địa ngục, ngửa đầu nhìn tôi chằm chằm. Một tiếng mèo kêu lên, nó búng người một cái nhảy lên vai của tôi, ngồi chồm hổm trên người của tôi, rồi sau đó nghiêng đầu ngửi mặt của tôi. Cây đuôi ở sau vai của tôi veo vẩy quăng lên một trận âm phong. Dạ yêu. Phương Văn thấy ánh mắt cũng tối lại đi mấy phần, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó gọi mèo Mun một tiếng. Lưng của tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bị đuôi của mèo phèo phẩy gió khiến cho cả người lạnh ngắt, cơ thể bất chợt run lên. Không may con mèo Mun kia đứng trên bả vai của tôi cũng không làm động tác khác, chỉ là người tôi hai ba cái, sau đó kêu lên tiếng meo meo không biết ý gì. Cho dù vậy tôi cũng bị sợ không dám cử động, giống như trên bả vai của tôi có một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ một lúc nào. Diệp Trần khiến em sợ rồi. Con mèo này bình thường chưa bao giờ gần gũi với người, vậy mà hôm nay lại chủ động quấn em. Xem ra người đẹp quả nhìn có khác, ngay cả già yêu cũng không nhịn được muốn gần gũi em. Có lẽ thì mèo Mun đứng trên vai của tôi không làm gì khác, mặt của Vương Văn vừa sầm xuống đã hiện ra vẻ tươi cười, đi tới ôm con mèo Mun trên bả vai của tôi xuống. Mèo Mun rời đi rồi, tôi liền thở phào một cái. Nhưng mà con mèo Mun kia cho dù bị Vương Văn ôm đi thì đầu vẫn ngoảnh lại hướng về phía của tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nhìn vào mắt của nó, liền ngoảnh sang một bên, giả bộ quan sát căn biệt thự để tránh ánh mắt của mèo. Rất nhanh Vương Văn đã đặt con mèo Mun ở trước cửa nhà tôi, còn lau trên trán của mèo Mun một chất bột màu xám, giống như là tro bụi sau khi đổ bị đốt. Sau khi bôi bột đó lên, ánh mắt của mèo đun rốt cuộc không nhìn tôi nữa, mà nhìn thẳng về phía của Vương Văn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 39 của bộ truyện này.